Anh bảo em là cái loại thứ nhất một. Anh nói để cho em biết này, em không phải chụp ảnh. Anh bảo ra này, đừng có vô văn hóa. Anh nói người có học. Này chụp ảnh thích nhá, anh cho em chụp thoải mái, anh đừng có thái độ này. Đừng sao chưa chụp cho rõ. Đi ra anh không nói tiếp, bỏ cái tay xuống. Không được động chạm vào nhau. Nói cho cô biết, hôm qua nhá, tôi đi làm. Cô qua mặt tôi thì cái gì tôi biết, nhưng tôi nhắc cho cô. Hàng ngày báo cáo, cô không báo cáo, đấy là chuyện đầu tiên. Thứ hai, công việc, cô làm những gì cô biết. Được chưa? Đúng. Thứ ba, trước khi tôi đã nói cô, tôi đi dự án, tôi làm việc, tôi bảo cô là phải làm báo cáo đầy đủ. Đúng chưa? Cô làm báo cáo, cô hết công việc, công ty đánh giá sẽ trả lương. Trước khi vào việc, tôi nói cho cô thế nào. Còn cô đi làm, cô phải hiểu. Không có ai, cô cũng không bỏ tiền mua rau thối để ăn. Tôi nhắc cho cô đi làm, cô đến công ty. Cô là một đứa nhân sự, nhưng cô là giáo viên, cô ăn học, cô vô học. Tôi nhắc cho cô thế. Chả biết ai vô học ở đây đâu, thế nên mà anh xem này. Đừng có cô đến nhà, bởi vì chính cô là loại vô học, nên tôi mới nói thẳng mặt cô. Bằng chứng đầy đủ hết ở đây. Bằng chứng thoải mái. Ai là người nói chuyện vô học thì biết rồi đấy, còn lại nữa tôi không cần biết, anh trả lương thôi. Tôi làm đủ để này làm đủ với công ty. Công ty đâu? Không có hợp đồng đâu. Hợp đồng đâu? Hợp đồng đâu với công ty? Tao nói cho mày biết. Tôi đang đi làm, từ ngày mai tôi sẽ đi làm. Mày, tao không có đứa nhân sự nào như mày. Ai là người nghỉ việc? Ai là tao nhắc cái này luôn. Làm nhất rồi nhá. Còn như mày khách hàng. Còn lại kể cả anh có đuổi thì tôi trả lương tôi đầy đủ. Tao nhắc cho mày. Chợ ăn rau dối, không ai mất tiền đi ăn thực phẩm bẩn cả.
ăn học, còn thích thoải mái gửi lên làm gì nghe em. Vô cớ quay vi phạm đời thường người khác nhá, anh tin không? Anh giữ cái điện thoại này em ra phường. Em vô cớ. Anh không có cần gì đọc hết nhỉ?